Em Đức Hải Dương xin gửi lời chào toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô của Hải Dương. Mới nhất trong ngày hôm nay thì em Đức Hải Dương lại chia sẻ tất cả quý chị và các bạn thêm một mẫu xe sedan hai đầu. Chiếc xe được mang tên Honda Civic, sản xuất năm 2010, với phiên bản số sàn máy xăng, động cơ 1.8 thôi, cái phun điện tử rồi các bác nhé. Với cái mẫu xe hiện tại Honda Civic sản xuất năm 2010 này thì đang được bên Nam Đức chào bán với giá 289 triệu đồng. Trong đó là đã có phí rút hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc. Với cái mẫu xe Honda Civic này, anh chị và các bạn nào muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 để được kết nối Zalo trực tiếp các bác nhá. Một cái dòng xe khá là thuần luôn. Và chiếc xe này thì máy zin, số zin, keo chỉ zin, bảo hành cho anh em là không đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích. Máy êm, cầm chắc, bốn số rất mượt mà. Và chiếc xe này thì đã được nhà sản xuất trang bị phanh ABS 4 bánh rồi, và túi khí an toàn. Tính năng thì khá an toàn và form dáng khá đẹp các bác nhé. Rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị và các bạn. Với cái tầm tiền mà hơn 200 triệu, dưới 300. Và chiếc Honda Civic này thì hiện tại là màn hình cam lùi nguyên bản theo xe. Rồi. Form dáng rất là đẹp. Chỉ có 289 triệu thôi. Bao công chứng, bao ủy quyền. Đấy. Cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc. Với cái mẫu xe Honda Civic này thì xe mới chạy được 17 vạn thôi các bác nhá. Xe còn rất đẹp luôn. Đấy. Màn hình cam lùi, phanh ABS, túi khí an toàn, máy số zin. Cái màu đen cườm luôn anh em, đen và bóng cườm luôn. Đấy. Và sau đây em Đức sẽ mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ khám phá cái mẫu xe Honda Civic nha các bác nhé. Thì em Đức sẽ vào cụm la răng đúc đầu tiên đi. Cụm la răng đúc này, lăm lan, nhìn nó rất là trẻ trung, rất là đẹp. Đấy, rất là bắt mắt nha các bác nhé. Phanh ABS chống bó cứng. Lốp này thì rất là dày dặn luôn, lốp mới rồi anh em nhé, lốp mới luôn. Em Đức sờ vào phát là đã biết là lốp mới rồi, rất là dày, rất là sâu. Đấy, la răng rất là khỏe khoắn, xi nhan thích hợp bên hông xe. Chiếc này thì nó không như chiếc Honda Civic 2008, là bộ vè chắn mưa của nó thì rất đơn giản thôi, không có cái gì gọi là ghê gớm cả. Chiếc kia thì nhìn nó kiểu như là đôi mắt diều hâu. Các bạn nhìn này. Đấy. Kính này, toàn bộ kính zin theo xe luôn. Kính zin theo xe anh em nhé. Và đây là cụm la răng đúc đằng sau. Đấy, nhìn rất là trẻ, trẻ trung và khỏe khoắn, thể thao. Đấy. Đây, lốp sau rất là dày luôn anh em ạ. Lốp mới luôn anh em nhé. Đấy. Còn đá chưa lọt luôn các bạn ạ. Đấy. Đây. Phanh ABS chống bó cứng. Và đây là cụm đèn hậu đằng sau. Đấy. 2010 này, hiện tại là mẫu xe là đã qua sử dụng 10 năm rồi, nhưng xe còn rất đẹp anh em ạ. Civic, chữ Civic anh em ạ. Đấy. 1.8i anh em nhá. VTEC. Xe thì còn rất căng, rất đẹp luôn. Cái dòng này đi rất sướng anh em nhá. Động cơ 1.8 rất là khỏe khoắn. Rồi. Và cái tầm tiền nó cũng để anh em chúng ta sử dụng khá là hợp lý. Em Đức nghĩ khá là hợp lý đấy. Và đây là quả lốp sau.
Quả lốp này là nó lốp gì nó bít. Là thằng đụng nó này anh em. Nhìn rất đẹp, rất rẻ chung. Lốp phải lốp xịn luôn anh em. Suốt ngày quảng cáo trên mạng này anh em. Rất là dày dặn luôn anh em. Lốp mới luôn. Đây. Đây. Một lốp vào đây các bạn. Chưa mọt luôn anh em nhé. Còn rất đẹp luôn. Đây. Cái bộ ốp sườn này của nó các bạn. Bộ ốp sườn của nó nằm hơi thấp ở phần dưới. Thì cái độ khoảng trống ở giữa nó rất là nhiều anh em nhé. Đây, ốp sườn nó đây. Và đây là quả la răng đúc đằng trước bên phụ. Lốp này là lốp dày luôn, lốp mới, cả một dàn lốp mới anh em nhé. Đây, chiếc xe thì mua về chúng ta miễn phải thay lốp, thay lắp gì cả. Cụm đèn pha của nó đây các bạn. Cái này nó hơi bị ố, hơi nước anh em nhé. Cái này xử lý rất đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Đấy. Form mới rồi anh em nhé. Form mới rồi anh em nhé. Rất đẹp. Bốn tắp bi của em này là vẫn tắp bi nỉ anh em nhé, vẫn tắp bi nỉ nguyên bản theo xe, theo nhà sản xuất. Chiếc này thì trần nỉ ghế, trần nỉ ghế da anh em nhé, trần nỉ ghế da. Đấy, vô lăng đây anh em ạ. Vô lăng còn rất đẹp luôn. Đấy. Phanh tay. Đấy, phanh tay. Anh em nhé. Đây. Ốc ác của theo xe đây các bạn này. Tem toàn bộ tem nhà sản xuất. Xe còn rất đẹp nha anh em nhé. Giá thì bình dân thôi, hợp lý. Xe này đi rất sướng luôn. Tapi để anh em nhé, tapi để luôn. Sờ rất sướng luôn anh em nhé. Đấy, không bị sứt soát gì cả. Và mẫu xe này không có chạy dịch vụ không chạy taxi anh em nhé. Cái dòng Honda Civic này thì dịch vụ taxi nó rất ít, cực kỳ ít luôn. Đấy, nó không như dòng xe khác. Đấy, vì xăng của nó là hơi tốn một tí. Dòng này đâu đó thì cũng đâu đó rơi tầm 6,6 lít cho đến 7,6 lít trên 100 km thôi. Xăng tiết kiệm vô cùng luôn. Đấy, cửa đóng rất ít. Qua 10 năm sử dụng rồi nhưng mà em nó còn rất đẹp luôn anh em ạ, cực đẹp luôn. Đấy. Đây, cốp lì zin theo xe. Anh em ạ. Đấy. Một quả lốp xe cua dự vòng bằng la răng sắt anh em nhá. Đỉnh tán vào nó này. À, đứa xoay qua cái chỉ cốp cho anh em xem rồi. Chỉ cốp con này. Nguyên bản luôn. Giá 289 triệu. Đấy. Xe bong này thôi. Anh em nhá. Sơn vỏ mỏng luôn. Vỏ mỏng dính luôn. Đấy. Tập đi để nguyên bản đầu xe. Đấy, bẹ thì tay. Đấy. Ghế ra chân lý anh em ạ. Những cái mẫu phân khúc giá nó rất bình dân và hợp lý, vừa cái tầm tiền để chị và các bạn sử dụng sở hữu được em nó. Toàn bộ bốn tapi là bốn tapi nỉ hết anh em nhé. Tabi nỉ hết. Đây. Xe rất đẹp luôn. Chú ký an toàn, ký ra. Đẹp nó. Theo thời gian. Đây, tại vì sau em bọn nó không bao giờ rửa những cái này. Cái này nó còn nguyên bản luôn anh em. Đây, ốc gác nguyên bản luôn, nguyên zin luôn. Ghế da ngồi rất là êm. Mát. Chú ký an toàn anh em nhá.
Màn hình em này thì màn hình nguyên bản theo xe, theo nhà sản xuất. Đây cái tem của nó đây các bạn ạ. Đấy, 2010. Mẫu xe này thì khá là còn khá là ok. Rất là đẹp. Đấy. Rất là tiện nghi. Tính năng rất an toàn. Đấy. Đây, ốc gác của nó các bạn ạ. 7 màu luôn. Em này thì máy số còn zin luôn anh em nhé. Máy số zin. Đeo chỉ zin luôn. Đó, capo này các bạn. Máy của nó này các bạn. Nhìn đã xoang xoang rồi. Nhìn đã yêu rồi các bạn. Đấy, máy số zin đét luôn anh em nhá. Cục pha nhà ABS của nó các bạn ạ. Nhìn ốc 7 màu chưa? Ốc là sơn chấm này là của nguyên bản theo nhà sản xuất luôn các bạn nhá. Đây, nhìn cái da máy của nó này. Chưa có hề một tí nào xuất soát gì các bạn nhá. Đây này. Đấy. Nguyên bản luôn. Đấy, nguyên zin luôn anh em nhá. Đấy. Máy số zin. Keo chỉ zin, không bảo hành, không đâm đụng. Em Đức thì cái dòng Honda Civic này thì thật sự ra em Đức rất thích. Rất thích luôn. Vì sao? Vì nó có một cái đồng hồ khá là bự đằng trước này các bạn ạ. Để chạy bao nhiêu km nó báo trước mặt mình luôn, nó không phải làm ngang làm ngửa đâu cả. Các bạn nhá. Và em Đức sẽ test qua cái phần gương cụp xòe. Đấy, cụp xòe rất là mượt mà luôn. Khá là ok đấy. Rất là xịn luôn các bạn nhá. Màn hình có hệ thống $289 triệu chứ không phải là 28.900 triệu các bạn nhá. Đây là mọi chức năng hoạt động bình thường. Màn hình thì có cả coi như là dẫn chỉ đường. Đấy, vô lăng túi khí đây các bạn. Đấy, vô lăng thì cực đẹp luôn. Đấy. Đấy. Tiền nào vải đấy thôi các bạn nhá. Đấy, các bác nào muốn mua xe đẹp mà giá rẻ ít tiền thì chỉ có mua cái loại xe nằm ngửa thôi thì nó rẻ các bạn nhá. Hoặc là cái loại mà nó bị chìm dưới nước đấy thì nó rẻ tiền. Đấy, tốt nhất là gọi là tiền nào vải đấy, tiền đến đâu mình mua đấy thôi. Ok. Máy lổ êm ru ru luôn các bạn nhá. Êm ru luôn. Đấy, lổ thì thầm mùa xuân. Đấy, máy zin. Máy số zin nguyên bản. Và với mẫu xe Honda Civic này hiện tại thì xe chạy được 17 vạn xịn. Em Đức và cam kết bảo hành cho anh chị và các bạn là xe không đâm đụng, không tai nạn, không rỉ kích. Máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ mỏng anh em nhé. Và chiếc xe này thì hiện tại em Đức đang chào bán với giá 289 triệu đồng. Trong đó là đã có phí rút hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho tất cả quý chị và các bạn trên toàn quốc. Và một lần nữa em Đức Hải Dương chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn luôn luôn theo dõi kênh của em Đức suốt thời gian vừa qua. Bác nào mà mới xem clip của em Đức mà quan tâm những cái dòng ô tô cũ đã qua sử dụng mà chất lượng còn khá là bền bỉ và rất là tốt anh em nhé, thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất bên nước về theo ngày tháng. Còn bác nào mà đang hiện tại đang theo dõi kênh của em thì nhớ cho em Đức một lượt chia sẻ và một lượt like. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em Đức chào các bác nhá.